Người đời kể lại rằng Trung Quốc như một trái đất thu nhỏ. Thế giới có ông nào làm ra được cái gì thì xin đúng 2 tiếng rồi sang Trung Quốc là người ta bán đầy đường. Và tương tự như vậy, khi nước Anh nổi lên với những quý ông điệp viên mà ai cũng biết mặt, Trung Quốc cũng không kém cạnh khi có những điệp viên tương tự nhưng đã đạt đến cảnh giới pháp sư. Và sau đây là recap Quốc sản 007. Bộ phim bắt đầu tại doanh trại quân đội Trung Quốc. Sau bao năm ăn cắp ăn trộm, đây là lần đầu tiên Trung Quốc tự tìm ra được một thứ của chính mình. Đó là một bộ xương khủng long hóa thạch, nhưng mà lại bị thằng nào hack mất cái đầu. Mà để có thể ăn cướp được của Trung Quốc thì cũng chỉ có thể là Trung Quốc mà thôi. May sao điệp viên 002 đã được cài vào bên trong thùng hàng. Một mình anh cần hết lũ cướp. Cho đến khi một kẻ trong bộ giáp nhựa nhưng không thể xuyên thủng xuất hiện, hắn ta rút cây súng vàng ra, dễ dàng chặn đứng dây móc của 002. Anh quay lưng bỏ chạy và gọi về tổng bộ. Nhưng tên kia có tầm nhìn chuẩn, hắn bắn một viên đạn xuyên giáp bạo kích cộng pow xuyên qua 7749 lớp kim loại, xuyên qua tim của 002. Kẻ đó chính là súng vàng, vì hắn dùng súng màu vàng. Tên ngủ vai. Thế tôi mà vào phim thì được gọi là gì? Quần lót khe đồng giá 12k à? Tổng bộ nhận được thông tin, lại thêm một điệp viên nữa ra đi. Quỹ phúng viếng của bộ gặp vấn đề vì dạo này điệp viên chết nhiều quá. Tư lệnh xem trong đống hồ sơ, có một điệp viên ở ẩn, trên thông nhẫn thuật, dưới tưởng bùa phép, đó chính là điệp viên 007. Nhưng hiện tại anh đang là một người bán thịt lợn, một điệp viên bán thịt lợn. Với tuyệt kỹ nhất đao đoạt mệnh, anh có biệt danh là đao khách, không con lợn nào có thể thoát khỏi tay anh, và cả kẻ địch cũng vậy. Một ông hói chạy đến đọc mật mã bí mật, đó là Văn Tây, nhà phát minh của tổng bộ, đến để gọi 007 về. Nhận được thông tin, 007 tái xuất sau hơn chục năm về vườn. 007 cuối cùng cũng đã được nhà nước gọi tên, đến cái giấy chui đít còn có lúc có tác dụng của nó. 10 năm đã trôi qua, công nghệ cũng đã phát triển ít nhiều, Văn Tây đã sáng chế ra thêm nhiều phát minh mang tính lịch sử, từ chiếc đèn pin chỉ sáng khi trời sáng, đến chiếc vali hỗ trợ chống mỏi xương chậu, khiến một người lạc hậu như 007 có phần ngạc nhiên. Không dài dòng vòng vo, tư lệnh ra lệnh cho Văn Tây về trại tâm thần và ra lệnh cho 007 đến Hồng Kông để tìm manh mối về đầu khủng long. Tư lệnh tổng bộ tự tin về khả năng của 007. Ông tin chắc 007 sẽ không làm nên chuyện vì ông chính là súng vàng. Khi nhận ra tư lệnh phía Bắc manh nha đoán ra điều gì đó, súng vàng liền thủ tiêu ông ngay lập tức và sai thuộc hạ của mình là Hương Cầm đến trợ giúp 007. Mục đích là đưa 007 sang thế giới bên kia. 007 về nhà lên đồ và đến Hồng Kông. Điều đầu tiên là phải đặt một phòng khách sạn sang trọng, kiếm vài em đào, quan hệ các thứ để xứng đáng với danh xưng điệp viên 007 của mình. Nhưng mà khách sạn này lạ lắm, và đào cũng lạ. Gương đột nhiên xuất hiện tin nhắn của Hương Cầm, cô hẹn 007 và dẫn anh về nhà. Cô nói mình được tư lệnh điều đến để hỗ trợ 007. 007 tranh thủ flex đồ nghề của mình. Đây là máy điện đàm khẩn cấp, có tác dụng cạo râu. Máy cạo râu khẩn cấp, có tác dụng sấy tóc. Máy sấy tóc khẩn cấp, có tác dụng cạo râu. Giày khẩn cấp, có tác dụng sấy tóc. Mũ khẩn cấp, có tác dụng flex với gái. Và áo khẩn cấp của chùm cuối. Sau bản áo chính thức của The Reviewer, ở đây chúng tôi có đủ các thể loại mẫu mã từ phim, game và anime. Ngoài ra chúng tôi còn bán cả tranh. Tranh gì cũng có gì tranh nấy. Và sắp tới sẽ có thêm nhiều thứ hay ho hơn nữa. Cho lúc chờ cái hay khác thì mua áo và tranh trước đi. Link ở phần mô tả đó, cô cứ ấn vào thôi. Thế anh không có vũ khí gì sao? Đương nhiên là có. Mọi người gọi tôi là Tiểu Lý Phi Đao. Nhưng trúng hay không là tùy vào hướng gió. Thế là Hương Cầm mang cho 007 vài khẩu súng hàng thật. Một phần để khoe, 9 phần để hạ sát 007 lúc anh không để ý. Cô lắp nòng giảm thanh, nhưng 007 tò mò khám nội soi cho nòng súng, vô tình thoát được một mạng. Anh mang khẩu súng gia truyền của mình ra, lắp thử nòng giảm thanh. Nhân lúc 007 không để ý, Hương Cầm cầm khẩu súng bắn anh, nhưng đó là khẩu súng bắn ngược ra sau. Hương Cầm xoay ngược lại để tiếp tục bắn anh, nhưng đó lại là khẩu súng bắn về phía trước. Sao trẻ con nghịch súng hoài vậy? Súng của anh thần kỳ quá. Tất nhiên rồi, đấy là cô chưa nhìn thấy khẩu song sinh của nó ở bên dưới thôi. Hương Cầm bị thương chạy vào nhà vệ sinh, cô úp mặt vào bồn cầu gọi điện cho tư lệnh. Tư lệnh yêu cầu cô tạm dừng việc giết 007 mà tiếp tục để anh điều tra, nhưng sẽ hướng anh đến một đầu mối giả để không ai nghi ngờ ông ta nữa. 007 đi vào và phát hiện ra tư lệnh, nhưng với khả năng phán đoán thần sầu, IQ trên 150, 007 hoàn toàn không nghi ngờ gì hết. Anh và Hương Cầm đi ăn tại một nhà hàng trong trung tâm thương mại và vô tình vướng vào một vụ cướp. Hương Cầm khôn nên đã lủi đi trước, còn 007 thì bị bắt làm con tin. Hương Cầm định lợi dụng những tên cướp để giết 007. Một cậu bé khác cũng bị bắt làm con tin. Bố cậu bé chạy theo van xin đòi con và bị những tên cướp bắn chết. Chứng kiến tội ác của những tên cướp, 007 quyết định bộc lộ khả năng của mình. Danh hiệu đao khách không phải là mõm. Con dao anh ném hụt thực ra là anh cố tình ném trúng một con ruồi. Anh chém đứt khẩu súng tên cướp, phi dao chết một tên và bông sen tử thần chết tên còn lại. Hương Cầm ngạc nhiên với kỹ năng của 007. Cô về nhà báo cáo với tư lệnh và bị ông trách mắng vì tự ý hành động. Hương Cầm chỉ biết cúi đầu nghe chửi, vì nhà cô đời ông phản quốc, đời cha đi tù, chu di tam tộc. Không có tư lệnh nâng đỡ thì xác cô giờ đang trong giai đoạn phân hủy. Cô đành phải tiếp tục nghe lệnh hắn ta. Hương Cầm sau đó gợi ý cho 007 về tên Lại Hữu Vi, một tên trùm buôn lậu ở Hồng Kông. Có khả năng hắn ta đã ăn cắp đầu khủng long. Anh nói với Hương Cầm sau khi xong việc sẽ tặng cô vài bông hồng trắng và dùng vali phản lực bay vào trong. 007 tiếp cận Hữu Vi, nhưng anh không nghe rõ hắn nói gì.
Hương cầm bảo anh đến chỗ nào thoáng hơn, mục đích là để có tầm ngắm bắn anh. 007 ngồi xuống chiếc đàn, anh hát bài hát Lý Hương Lan, trùng tên với mẹ của Hương Cầm. Cô có một chút sao lãng. Nếu anh hát bài Ma Tha thì có khi Hương Cầm lại nguyện chết vì anh luôn không chừng. Nhưng Hương Cầm không phải là người duy nhất muốn giết 007 ở đây. Một nữ sát thủ và một tên với bàn tay sắt xuất hiện. Tên sát thủ ném, 007 né, nữ sát thủ bắn, 007 tránh, 007 ném trả. Nữ sát thủ bị thương, nữ sát thủ chạy. Hương Cầm đứng ngoài giao tranh xả đạn liên tục về phía 007. Anh cắm đầu cắm cổ chạy, nhưng lại quay lại để hái mấy bông hồng trắng cho Hương Cầm. Hương Cầm thấy đây là một cơ hội tốt, bắn liên tục vào 007. Tưởng như đã giết được anh, cô chạy về xe và gặp lại 007. Anh đã mặc giáp chống đạn, nhưng ở hạ bộ thì không có gì chống cho. Hương Cầm cảm kích vì 007 xả thân để hái mấy bông hoa. Cô kéo 007 về nhà để chữa thương, tư lệnh gọi điện để kiểm tra. Nhưng Hương Cầm kệ mẹ, tính mạng của 007 mới là quan trọng. Xuyên qua dây thần kinh nên 007 giờ như thằng ngáo ngơ. Anh cầm con dao lên, chuẩn bị tự mình mổ vết thương. Đây là vũ khí được vợ chồng Quách Tĩnh Hoàng Dung rèn lại từ thanh huyền thiết trọng kiếm. Người ta gọi đó là đồ long đao, ngày xưa cũng uy danh lẫy lừng lắm. Giờ tôi dùng nó để chặt thịt lợn. 007 rạch vết thương và nhờ Hương Cầm đục viên đạn ra ngoài hộ. Vì không có thuốc tê nên anh đành phải bật VLXX lên để xem, để dương đâm kích tây với não bộ. Nhưng Hương Cầm không phải là một thợ mộc nhà nghề, chả biết cô đục đẽo thế nào. Máu me lênh láng, 007 gần đất xa trời. Hương Cầm không muốn 007 chết dù cô bắn. Hai người cả đêm chỉ có đục với đẽo, tình cảm cũng nảy sinh. Và sức mạnh của tình yêu đã giúp Hương Cầm lấy viên đạn ra. 007 toàn mạng, anh cầm viên đạn lên và nhận ra đây là đạn của Hương Cầm. Mâu thuẫn nảy sinh, anh cầm súng định bắn Hương Cầm, nhưng tha cho cô. Còn lại gì sau một tình yêu bị phản bội, 007 bỏ Hương Cầm lại và một mình về Trung Quốc. Tiếng chuông cửa reo lên, không phải Huawei tới chơi, đó là 007, người vừa có một khóa giặt đồ khẩn cấp. Hương Cầm khai ra súng vàng chính là tư lệnh và lớp mặt nạ được lột ra chính là nữ sát thủ và tên tay sắt. Hai người tiết lộ mình là lính thuộc cấp của tư lệnh phía Bắc, người bị súng vàng giết. Họ đến để trả thù. 007 về gặp lại tư lệnh, ông ta lo lắng cho anh, bảo anh ký vào giấy nhập viện và đi nghỉ dưỡng, chữa thương, tiền nhà nước lo. 007 ký thật, ai ngờ đó lại là giấy chấp nhận tử hình. Anh bị lôi ra pháp trường, một cao thủ võ lâm trong hàng ngũ tử hình xuất chiêu, võ công thượng thừa, múa may các kiểu và dễ dàng khinh công bay sang bên kia thế giới. 007 tay đập chân run, nhẹ nhàng tiến lên theo phương lùi và hối lộ cho mấy anh cảnh sát, mỗi anh một tí, không anh nào thiếu. Ở bên trong, tư lệnh đang chuyển đầu khủng long đi bán thì hai sát thủ xuất hiện. Họ lấy Hương Cầm ra để đe dọa, súng vàng thẳng tay bắn. Cũng may cô đã mặc áo chống đạn. Cô hét lên is phản bội tham và hai bên bắn nhau. Súng vàng đi lấy bộ đồ bí mật ở một nơi không bí mật cho lắm. Tay sắt phá bức tường trông như bìa cắt tông lao vào, súng vàng bắn 1/3, Hương Cầm bị thương. Nữ sát thủ mặc vũ dài như dái ngựa, phun hết đống silicon trong người về phía súng vàng. Nhưng silicon chỉ có thể đánh bại được một bộ ngực xấu, không thể làm gì được súng vàng. Tay sắt sử dụng bàn tay hỏa tiễn, tiễn luôn cùng với người đồng nghiệp. Súng vàng định giết Hương Cầm, nhưng 007 đã quay trở lại. Đồ long đao đối với lục Barrett, súng vàng tự tin giơ ngực ra đỡ. 007 chảy một đường, đứt súng, đứt giáp, đứt dây thần kinh trung ương của súng vàng. Sau mọi chuyện, 007 vẫn tiếp tục bán thịt lợn. Chỉ có điều nay anh phải nuôi thêm một miệng ăn. Vân Tây gọi điện triệu tập 007 khẩn cấp. 7 à, MU đang vô đối quá, tôi cần anh làm cho MU thua. Cái đó là không thể đâu anh bạn à, hạnh phúc gia đình quan trọng hơn. Và đó là toàn bộ những gì đã xảy ra trong quốc sản 007. Bài học rút ra, dao Hồng Kông chặt được áo giáp tàu, tôi còn quạ. Xin chào và hẹn gặp lại.